Hiền đi lên trên này chúng vừa mưa nha, vừa mưa mà đường nó vừa lên trên cao và nó mù tịt mù khơi luôn mọi người nha. Đấy là ban ngày nhưng mà những cái hộ kinh doanh như là nhà hàng, khách sạn, karaoke đồ là họ đều phải bật đèn lên luôn nha. Hiền đang lên là giờ này là, để coi đồng hồ giờ này là bao nhiêu nè, giờ này là 2 giờ nha mọi người. Lên thị trấn Tam Đảo 2 giờ nhưng mà ở bên đường họ phải bật đèn lên đó nha mọi người. Này 2 giờ nè, mọi người xem này nha. Đấy vào đã vào coi như còn một cây số hay là 2 cây vào thị trấn Tam Đảo nha mọi người. Nhìn là nó mù hơn là lên đường Bà Nà Hiêu nữa. Cái này mà đi cáp treo không có, đi cáp treo nó sướng hơn. Đi lên đường này hả, mọi người thấy nó mù không? Ở con đường này được cũ nó nhỏ xíu gì đấy hả? À, bây giờ thành được một chiều, chỉ chiều lên thôi. À, chiều đường này xuống là chiều lên. Bây giờ là tới đây nó rẽ là đường lên, còn đường kia là đường xuống. Hồi nãy là mình đi cái đoạn kia là nó có 2 chiều nha. Còn đường này bây giờ có 1 chiều lên thôi nha mọi người nha. Đây mọi người nhìn thấy khách sạn mà nó lờ mờ ẩn hiện trong màn sương đó nha. Đây nè, chợ Tam Đảo tới rồi nè. Đấy đây cái cổng vào chạy chậm chậm đây tới cổng Hòa Phong, tới đây là thị trấn Hòa Phong. Đấy mình mở cái này là mình mua lòng. Nghìn chị ạ. Đấy, quảng trường này đấy nó đang có hội gì nghỉ đấy này. Nha cả nhà nha, Hiền đang tới đây là trung tâm của Tam Đảo ha, trung tâm thị trấn Tam Đảo. Anh đâu hay ra, anh đi đâu anh? Rồi Hiền tắt luôn đi, ngừng ở Hiền xuống xe đi. Dạ. Xuống xe đi, Hiền xuống xe Hiền quay từ bằng tí đây. Đây cả nhà nha, Hiền đang nha. Đi tới đi, đi tới đi. Hiền đang tới đây là tới thị trấn Tam Đảo rồi nha. Đấy trời mưa, đang mưa luôn thì nhảy ra ban ngày nha mọi người, nhưng mà phải bật đèn lên đấy. Này thành phố trong sương mù á, không biết giống Sa Pa không. Đó là kìa, đó là Hiền phải thay, chắc là Hiền phải thay cái áo rồi. Đây quảng trường này nha mọi người. Lỡ bé ngày mai chuẩn bị, họ đang chuẩn bị cho công tác 30/4/15 á nha mọi người. Thấy chữ Tam Đảo chưa? Đấy trời, trời mưa nè mọi người, nhìn nè. Đây chắc phải mua cái áo mưa phương tiện mặc đấy. Đây sân khấu nè. Giữ gìn quét và phát huy giá trị khu du lịch Tam Đảo. Thành phố là giống như là ở đây là giống như là trong mình quay cho những bạn nào chưa đi thôi nha, chứ bạn nào đi rồi là nói mình quay xấu nha. Hiền đi có sao trải nghiệm nấy nha. Thôi dầm sương, mưa đây nó giống như mưa Đà Lạt ấy mọi người, lất phất sương mù ấy mọi người. Đấy thôi Hiền Hiền sẽ dừng video clip ở đây. Rồi Hiền sẽ quay có 2 ngày và 30/4/1/5 Hiền sẽ quay cái trải nghiệm ở Tam Đảo có cái gì Hiền sẽ cho cả nhà cùng xem. Giờ Hiền về khách sạn nhận phòng. Tại cũng mới từ dưới Vĩnh Phúc lên cũng hơi mệt đi đường đèo ấy. Mọi người nhìn nè. Cả nhà xem nhé, ủng hộ. Like và chia sẻ kênh cho Hiền nha. Để Hiền có động lực. Ủa cái cặp này nó bước sao kỳ quá ha. Nó không làm giống như kia ha. À mình đang thắc mắc cái cấp họ làm nó có cái rãnh để thoát nước mưa á mọi người, chắc là vậy á.
Đây. Rồi. Họ đang chuẩn bị cho lễ 30 tháng 4 một năm nè. Rồi mặc áo mưa phương tiện hết nha cho mọi người nha, chắc mình cũng phải đem cái ra mua cái mưa phương tiện mặc vào á. Này, Tam Bảo nè. Rồi lên xe về khách sạn. Không khí là lạnh nè mọi người nha. Cũng giống Đà Lạt. Nhưng mà cà phê sương mù hơn. Ở đây độ cao của Tam Đảo là độ cao là 900 m so với mặt nước biển á. Cái dù này bao nhiêu một cây? 50 thôi ạ. Một cây đi anh. Một cây cho đỡ mưa ạ. Rồi à. Chị lấy giùm. Lấy một cây thôi ạ. Vâng, đang giữ đang quay á. Vâng. Rồi. Chị kéo bóp lấy giùm em 50, không sao đâu. Đây chắc là mình phải dùng cái này rồi mọi người. Đây. Cho nó đỡ hơn liền. Không có tờ 50 em dẫn lại anh. Rồi thối giùm em. Thôi cắt thôi bạn. Rồi không sao đâu chị. Chị bảo thôi giùm em luôn, chị bảo thôi giùm em. Em đang cầm máy quay. Chị bảo giúp giùm em, sợ mưa ướt máy nữa. Em mua cái dù á. Hiền phải mua cái dù đã không bị ướt đó mọi người. Nó mưa mà. Mưa mà nó mưa khó chịu á. Xong hết chị. À chị bảo giờ là tiền đó là chị thối chị đưa lại em luôn. Em để vào đấy 50.000 rồi. Rồi ok không sao đâu chị. Rồi rồi. Đây, Hiền mua một cái dù này mọi người. Đấy. Đó là thôi bây giờ Hiền phải lên xe nha. Lên xe rồi Hiền xem thử hai ngày Hiền có cái gì hay hay Hiền sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Nói chung là mặc cái áo này nó không hợp ở trên này, tại vì cái áo linh này, áo bà này á là mình chỉ đi những cái hậu vùng nắng thôi ở nhà, mà mình lên trên này đó bắt đầu nó lạnh á, nhưng mà chưa thấy rét lạnh á, thành ra Hiền sẽ đường đi ở đây á mọi người, cả nhà nhìn nè mọi người. Nó chỉ cách khoảng chừng 50 mét là tầm nhìn thôi. Cái này là phải đi phải bật đèn chống sương mù á nha mọi người nha. Đấy. Bây giờ Hiền về khách sạn cái đã. Rồi thay đồ ra rồi Hiền bắt đầu là ngày sẽ có 2 ngày trải nghiệm trên này. Rồi. Rồi hẹn gặp lại những video clip tiếp theo. Này là Hiền quay giống như là livestream của mọi người. Thành ra nó sẽ không có cái gì rõ hơn. Có gì Hiền quay nấy là mà đang trời mưa nữa. Rồi có gì Hiền sẽ chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho Hiền nha. Ok. Hẹn gặp lại nha. Ủng hộ Hiền nha. Trời lên trên này là cũng dạng như là chịu lắm rồi đấy. Chịu lắm á, chịu đi lắm rồi đó. Không những đi mà quá chịu đi luôn rồi đó. Rồi, đây nè mọi người nhìn nè, ráng cho nè. Đấy, nó mờ ảo ảo hết đấy. Nha mọi người nha. Ok. Chào cả nhà nha.